Ngày 1 tháng 12 năm 2022, thông tin từ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa quyết định thi hành kỷ luật năm đảng viên, nguyên là cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng các ông bà gồm: ông Trịnh Hữu Nghĩa, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ông nguyễn văn phụng nguyên phó bí thư chi bộ nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo thanh hóa ông bùi trí thức đảng viên nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo thanh hóa ông lê thế sơn nguyên bí thư chi bộ nguyên giám đốc công ty cổ phần sách thiết bị trường học thuộc sở giáo dục và đào tạo thanh hóa bà vũ thị ninh nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần sách thiết bị trường học thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa theo kết luận, các cá nhân bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị giáo dục xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước và đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hồi tháng 7 năm 2021 trong vụ án này c03 cũng đã khởi tố bắt giam bị can phạm thị hằng nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo thanh hóa bị can phạm thị hằng trong thời gian giữ chức giám đốc sở giáo dục và đào tạo thanh hóa đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền là năm cá nhân bị kỷ luật vừa nêu thông đồng với công ty cổ phần thẩm định giá btc value và nhà thầu là công ty cổ phần sách thiết bị trường học thanh hóa để thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại tài sản của nhà nước